Sau đây là hệ thống bài tập sách giáo khoa có liên quan tới những phần mà thầy có nhắc đến trong cái bài 2 thầy vừa dạy. Đó là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x. X bây giờ là số hữu tỉ chứ không phải số nguyên nữa các em nhé. Mình viết x vậy thôi chứ thực ra x là nó không phải là một số nguyên đâu. Đó, mà nó có thể là một số hữu tỉ tùy thích. Bài tập à? Bài tập thì có bài 17, 18, 19, 20 ha. Và phần luyện tập 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cái này trong sách giáo khoa có các em nhé. Đó. Bây giờ thầy sẽ cho các em biết đáp án của những cái bài giải đó. Đây. Giá trị tuyệt đối cộng trừ nhân chia số phân thì cũng có những cái bài tập mẫu, các em cũng nên tự làm trước khi xem đáp án của người ta ha. Đó, thầy đi từ từ thôi, các em muốn coi thì dừng video lại mà coi. Bây giờ bài tập trong sách giáo khoa nè, đó, xem cho kỹ. Lời giải đây, bài 17, bài 18, bài 19, bài 20. Rồi, hệ thống bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trong sách giáo khoa nè. Cái máy tính này thì nó cổ lỗ sĩ lắm rồi các em. Bây giờ mình cái máy tính của mình máy tính xịn ha. Cái phần này các em khỏi coi cũng được. Đó, phần 21 người ta giải nè. Rồi, giải bài 22. Giải bài 23. Chú ý bài 23. Cái kiến thức này cũng hay nè. Có thể áp dụng vào Vinbit ha. Ở lớp thì chắc các em cũng không có rớ tới những bài này đâu mà lo. Bài 24. Tính loạn nhân toàn số thập phân không. Các em tính y như số nguyên thôi, không khác gì hết. Bài 25. Không? Rồi. Vậy nha các em, hệ thống bài tập sách giáo khoa của phần này thầy đã giới thiệu hết. Nhớ tự làm trước khi xem đáp án chứ không phải là cứ lấy cái này chép vô vở đâu nghe.